vừa với anh Sự đi dán cái logo về xong là bây giờ đang ở nhà anh Sự nhá. Nhiều khán giả là chưa biết nhà anh Sự đâu, lái xe của anh Thắng đấy, một người rất quen thuộc. Đấy, nhà anh đây, anh Sự đây. Ai ra nhà anh đợt lở đằng sau đi à? Thế đợt này nó san hết rồi nhờ. Đợt mưa to đấy, mà đợt trước anh kể bảo là sạt xuống kinh lắm. Đây, nhà anh trồng nhiều lan đấy chứ. Ai trồng? Vợ anh trồng à? Cũng chăm lan ra phết đấy nhờ. Đẹp đấy chứ. Không có ai ở nhà anh à? Cháu cho bà nhá. À, sạt đằng sau nè. Sạt đằng sau. Thế cũng nguy hiểm đấy nhờ anh nhờ. Em đi ra đằng sau nhà anh tí nhá. Quay mặt đảm bảo bật điện lên. Ai dạ, tối trong này thôi được. Bật điện lên. Tôi đánh bật điện lên. Đâu công tác đâu. À đây. Mời anh không ở nhà anh Sự. Đi vắng hết rồi. Ồ đấy đằng sau này sạt kinh đấy nhờ. Hết đồi. Nguy hiểm phết đấy. Nhưng mà chân này nó may mà còn có đá. Bên trên nó có đất mà nó sạt bên trên xuống sợ. Bà còn tình toàn hơn cả người ở trên vùng cao đấy nhà. Trên vùng cao còn ở sạch sẽ hơn đấy. Ông thế này là sạch sẽ gọn gàng rồi. Dưới loạn lộn khác đấy. Bát búa nồi niêu xong chảo không có gì bê lên, bê bát búa xong chảo lên cho nó có đồ ở trong nhà. À chị là làm bếp à anh? Làm cỗ cưới các kiểu đấy nữa. Nhận đặt cơm. Hôm nay cho chị đi làm à? Chẳng biết đi đâu. Xuống nước. Vâng, kệ em. Xuống nước. Thực ra em đi qua đây rất nhiều mà hôm nay mới biết nhà anh đấy. Em đi qua đường này thì đi nhiều rồi. Rồi thằng em rể của em là người Phong Quang ở trong này mà. Xong anh mới làm lại cái mái đằng trước này. Đây vườn rau nhà anh à? Vẫn trồng chung ở đây chứ? Có ngay vườn rau nhỉ? Tình toàn không thế là được rồi. Không có gì đâu. Nhà cửa gọn gàng thế là được rồi. Không sau này đâu. Làm to dần. Ôi, ông có tiền mà làm em. Đấy, tivi để làm cái này còn chưa ở ngoài. Ở phố bố vẫn ở rừng đấy. Không. Anh có xem tivi bao giờ đâu. Có xem tivi bao giờ đâu. Nếu ở phố bố vẫn ở rừng mà. Như em cả ở nhà em có xem tivi bao giờ đâu. Toàn mình... đi xuất, đi lạp xuất đây. Xung quanh là toàn nhà lớn nhà to đấy. Không, khu này bình thường thôi nhỉ. Đấy, mấy nhà đây toàn nhà lớn nhà to. Mình thế đường... chỗ chui ra rút vào là được đường rồi. Đường Ba Khoanh, đường trước là đường lên Ba Khoanh. Về sau nó mở cái đường, à, mà đường này là đường lên Thạch Lâm Viên. Ở lộn thuộc này. Anh, chỗ ngủ của anh không có giường thả với đệm ngủ mà bởi vì anh toàn ngủ trên xe. Đúng không, toàn đi đâu đi đó xong ngủ trên xe, có về nhà ngủ mấy đâu. Có chứ, tối đến ngủ về nhà. À dạ, có rượu cả. Có rượu chú làm gì không? Không rượu ngâm đủ em các không kiểu luôn. Rượu gì ấy, ổi anh. Nói biết được cái rượu gì anh. Thì rượu anh uống rượu đâu. Anh chú có được làm chén cao hổ cốt không? Cái gì? Cao hổ cốt. Cao hổ á? Đâu, cho em thử xem nào. Đấy, anh ở trên tầng à? Anh ở trên tầng à? Nhưng các kiểu con đại biểu luôn. Đấy, chăm dậy, không cần góc. Làm được cái đấy đằng sau.
Bên cạnh anh không có nhà đâu nhỉ? Không có nhà nào nhỉ? Cái gì đây? À, anh bán rượu đi à? Đem xem này. Sắp sắp lên lại mình uống được. Uống, có, uống vào có sợ say không? Không. Cầu cuốn mà. Không uống đâu. Tí còn, tí, tí em còn đi xe máy nữa. Sợ. Một tí thôi. Thổi nồng độ ấy. Một ly thôi, ly với bé thôi. Anh không... Một ly vẫn lên đấy ạ. Thôi. Một ly thôi, không cho nhiều. Thôi không uống đâu. Không. Uống thuốc mà. Khỏe cực kỳ. Uống một nửa thôi. Anh cũng không uống một thỉnh thoảng. Anh mới làm tí rồi. Uống cái này có tác dụng gì? Nó là cao hổ nồi. À. Thôi, không có không. Không có đâu. Chú tí có em còn đi xe nữa. Không sao, thử một tí thôi, không sao đâu. Không cho chú nhiều đâu. Chỉ bằng đấy thôi. Nó có tác dụng gì không? À, thì có tác dụng thì chú cứ thử uống đi. Nếu khắc có tác dụng tối khỏe gân, khỏe cốt. Leo đồi tốt như con hổ. Làm gì? À, nhạt một... phẹt, chú uống đi nhạt. Uống không sao đâu. Cũng không, không có nhiều đâu mà. Wow. Đặc biệt ở nhà cho mày nhỉ? Ờ, đặc biệt cho mà không như kiểu có mùi rượu mật ong ấy. Đấy. Giống mùi mật ong. Thế thôi, tình cảm thế thôi. Cuộc sống thì nó vậy vậy. Yeah. Thế là được rồi anh. Sau này mình làm nhà cao. Không, không, không có tiền đâu. Nhà anh còn giàu hơn nhà em gấp 10 lần. À, đùa đâu, thật. Bình thường là anh hay để xe ô tô ở đâu? À, vẫn để đấy à? Để nhờ ba sang hàng xóm đi à? Khu này cũng có nhiều xe đấy chứ nhỉ? Trước khu này em lạ gì, em đi qua đường này suốt này. Đường này là đường lên Thạch Lâm Viên. Trên này có cái khu Thạch Lâm Viên trên này. Đường lên Phong Quang nhá. Ngay cầu Quảng đi vào. Bà anh là bị sao? Bị bệnh tâm thần. À, bị tâm thần rồi. Bị lâu rồi anh? Lúc anh bé. Lúc anh bé là bà đã bị rồi. Mà lâu lâu thỉnh thoảng bà mới phát thôi chứ. Bây giờ thì khỏi rồi. Khỏi rồi. Thỉnh thoảng mới phát. Thôi em vào thấy bà cũng bình thường đấy. Hôm nọ là bà vừa bị hôm nay đỡ rồi. Bà phải uống thuốc. Bà uống thuốc à? Hàng tháng à? Ừ. À. Không, lần trước em cũng nghe anh kể qua rồi. Nhưng hôm nay gặp bà cũng thấy bình thường đấy. Bà đấy. Rét rồi bảo áo không ra ở nhà. Em cứ bảo bà ở nhà thôi nhờ. Đừng bảo bà ra ngoài. Lạnh này đừng già. Vào đây uống nước ạ. Rồi rồi. Đây. Chú chơi nhà anh nghèo chú không ạ? Không, anh nói thế. Cháu đi xe máy ạ? À? Vâng, cháu đi xe máy bà ạ. Cháu là đưa anh Sự đi dán cái tem ở ngoài kia. Một tí xong là vào nhà anh Sự chơi. Cháu qua đây nhiều rồi nhưng mà chưa biết nhà, chưa vào lần nào. Vâng, khác xong là nữa là bà nói chuyện. Tính tay á? Mà biết tính tay à? Ừ, bà biết tay. Vâng, cháu người Tây, cháu người Tây Phương Độ này rồi mà. Vâng mà. Cháu ở cây 6 Phương Độ. Chú uống không? Không đâu, em vừa uống ở ngoài chú anh Đoan. Anh còn uống nước lọc ạ. Ừ. Bởi vì em có nước chè đâu. Em cũng toàn nước lọc mà. Nhà anh cái ai lau mình hơi bẩn một chút. Kệ nó đấy, ở như người Mông. Ừ, đây cũng sạch sẽ gọn gàng rồi đây. Ông nhìn. Đây nó sạch sẽ gọn gàng rồi, có gì đâu anh. Đây bà. Quả gì cũng bày, hát quả táo. À không không. Hoa quả em không thích đâu à. Anh cũng em không ăn mấy mà. Con anh là đi học à? Đi cả ngày đấy nhỉ. Thôi giờ là ngoại. Ở nhà bà ngoại á? Thôi anh Sư ơi, em đi về đây nhá.
Anh hôm nay cũng không có cuốc nào à? Có thì nửa tí ra ngoài kia có khách đi đó. Thôi em về đây. 5 giờ rồi. Chiều nay là không đi ấy. Không đi bản đâu. Đấy dán xong ok rồi nhá. Em đi về đây. Dép của chú dép này mà. Nhờ. Ui đấy, xin nhớ nhầm dép của anh Sự. Dép đấy, dép đi trong nhà thôi. Em lúc đấy tranh thủ bảo là đi ra đây thì cũng đi dép. Lạnh nhưng mà vẫn đi dép. Để quả bình ở đây nếu mà nó nổ phát là xong luôn đấy. Không sao. Cứ bày ra là nổ phát là đi luôn đấy. Làm sao đi được. Nổ này còn hơn bộ. Phong Lan này đẹp đấy chứ nhỉ. Bắt đầu vào mùa hoa rồi. Mấy hôm nữa vào mùa hoa Phong Lan thì ở đây thì đẹp rồi. Đây đã có hoa rồi đây này. Đây nở đầy này. Anh biết đây là lan gì không? Chịu. Rất nhiều lan. Thôi em về nha. Anh ngủ đi. Nam nghỉ đi. Vừa ở Tân Quang lên à? Không ngủ đâu. Lại đi ra địa bàn à? Ra địa bàn. Bây giờ không ngủ thì nó sâu lắm. Ngủ xong lại lười dậy nha. Lười dậy. Xung quanh là toàn nhà lớn nhà to. Ôi, nhà đẹp rồi. Nhà mặt đường rồi. Thôi em về nha. Chào anh nha. Vui không? Thấy vui nhỉ?